Không có ăn cắp ăn trộm gì video gì đâu mà quýnh người ta như vậy. Mình muốn cái gì thì mình cứ cảnh báo đi. Mắc cái gì mà phải lên trên cộng đồng mạng mà quýnh người ta. Quýnh gậy xong rồi nó còn lên trên cộng đồng mạng nó khịa là bây giờ tụi bay vô lấy hình ảnh ở lấy video của tao. À, nó quýnh nó còn lên nó khịa như vậy nữa. Thì thử hỏi cô chứ anh chị có bực bội có tức không? Trong cái câu chuyện này em rất là bức xúc trong cái câu chuyện này. Cô chú anh chị vào thì cho em một lượt like, một lượt chia sẻ cho cô chị. Like càng mạnh, càng chia sẻ càng mạnh. Đêm hôm này thì em nghe cái đường like của chị Bánh Tét á, là chị Phương Anh á, chia sẻ rằng mỗi khi mà chị like thì trong đó có một số gì đó là nó vào để nó không có chia sẻ, nó vào để nó kêu bằng nó hãm lại cái vấn đề là tương tác, nó giảm cái tương tác. Thì cô chú anh chị vào like càng mạnh thì nó tương tác càng nhiều, thì nó sẽ lan tỏa ra càng nhiều, thì ủng hộ Hồng Loan càng nhiều. Nghe không anh chị? Ủng hộ Hồng Loan càng nhiều, ủng hộ Hồng Loan càng nhiều thì cái câu chuyện này nó sẽ lan tỏa ra cho tất cả mọi người đều biết. Nghĩ sao mà bây giờ một ngày mày thằng thám tư lùng mày lên 6 đường like, kênh nào bây giờ mày like mày lấy mày like sạch sẽ hết, mày nói về cái câu chuyện Hồng Loan, mày muốn làm cái gì, mày muốn lấp liếm trong cái câu chuyện này, mày muốn bẻ cong trong cái câu chuyện này không ai biết. Mày muốn là bây giờ không cho ai biết trong cái câu chuyện của mày. Ủa mày làm gì mày sợ? À, mày là cái gì? Mày là cái giống dịch đúng không? Mày phải sợ trong câu chuyện này hả thằng Thám Tử Lùng? Nghĩ sao mà bây giờ mà trong cái câu chuyện của Hồng Loan mà mày giờ binh vực rồi, bây giờ mày đi ra mà mày còn cười chế nhạo người ta nữa, rồi mày còn quay lưng mày cắn người ta nữa. Bởi tao nói mày sống như vậy rồi riết cái đầu mày, tao nói mày cái đầu mày trọc chát đó, cái mày thấy cái trán mày không, cái trán mày bây giờ là không còn cộng tóc là luôn nha thằng Thám Tử Lùng, không còn cộng tóc mày luôn, riết là mày trọc chát mày luôn. Mày nghĩ làm sao vậy? Đó, ngày hôm nay là chị luật sư Tuyết Ngọc, tại sao đến trong những thời điểm mà ngày lễ là người ta phải ở bên gia đình và người thân. Và chị luật sư Tuyết Ngọc này á, nhà của chị rất là xa của chị. À, cái văn phòng của chị thì ở Sài Gòn, nhưng mà nhà của chị nghe thông tin ở đâu ở Tiền Giang đó. Thì chị, tại sao mà chị luật sư Tuyết Ngọc này không kêu bằng là không ở bên gia đình và người thân, người ta đến nhà của Hồng Loan, đến để có một vấn đề đó để trao đổi với Hồng Loan trước cái ngày mà ra tòa xét xử. Chứ không phải chuyện đơn giản. Mày đâu phải mà ông hoàng bà chúa vậy đâu thằng Thám Tử Cao. Mày đâu phải mà một cái gì gọi là danh nhân, cái gì gọi là có tiếng trong xã hội này. Mày là chỉ là một thằng tai tiếng trong xã hội này, chứ mày không phải là một người có tiếng. Tao nói cho biết, ngày hôm nay chia sẻ thẳng với cô anh chị luôn. Nó dập kênh em thì cô chú anh chị cứ ủng hộ kênh em, cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, like mà chia sẻ mạnh lên. Đừng có ủng hộ tụi này nữa. Ủng hộ cái tụi này là kêu bằng bây giờ cô chú anh chị biết đi, càng ủng hộ nó thì nó càng mạnh, nó càng mạnh thì nó lật lại Hồng Loan, nó chia sẻ Hồng Loan, nó lật mạnh Hồng Loan, nó lấy khán giả về để nó lấy tương tác, để nó nuốt luôn tất cả các kênh anh em ở đây với cô chị. Hôm nay bây giờ là quá đáng, trên cộng đồng mạng bây giờ nó nghĩ là bây giờ cái drama của Hồng Loan á là không còn gì để ăn nữa. Cái drama Hồng Loan bây giờ nó cảm thấy bây giờ nó thua rồi, nó thua, nó quá nhục rồi, nó thấy bây giờ giống như nó sắp thua rồi. Nó Hồng Loan bây giờ thua rồi, không còn gì nữa, cho nên nó đu bám vào cái câu chuyện bên kia để nó kiếm tí xíu nữa, rồi nó nhả, nó buông luôn, nó ăn, nó nuốt luôn. Mày rành tới mức độ mà mày biết là hồ sơ của Hồng Loan là không hợp pháp. Mày đâu ở đâu, mày đâu phải ở trong cái cầu tiêu của nhà Hồng Loan đâu mà mày biết. Mày hay quá vậy, mày rành như vậy, mày rành tới mức độ mà những anh em mà người ta quay trước nhà Hồng Loan người ta chưa biết luôn á, mà người ta không dám nói luôn á, mà mày dám đứng là mày nói vậy là mày quá rành rồi, mày quá hay rồi. Mày kia bằng là mày kia bằng mày thám tử, mà mày là một thằng thám tử mà kia bằng là quá rành. Mà tối ngày là soi mối trong cầu tiêu của người ta không, chứ ngoài ra có soi mối được cái chỗ nào đâu. Em biết rằng là ngày nay cô chú anh chị á là cũng bận rất là nhiều việc, và giấc trưa nghỉ ngơi, và ngày lễ đó mình cũng đi chơi bên gia đình và người thân. Nhưng mà cô chú anh chị vào thì nhớ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký trong cái đường like của em, để nó có tương tác với Hồng Loan, ủng hộ Hồng Loan, và nó chia sẻ lan tỏa câu chuyện ra để cho tất cả mọi người, tất cả cô chú anh chị được xem, được biết rằng trong cái câu chuyện Hồng Loan nó còn rất là nhiều thành phần là kêu bằng là giống như thằng Thám Tử Lùng và con Trang Virus và luật sư Không Đồng, và tất
cả những kêu bằng là kền bóng gì đó, nó cũng đang muốn ăn sâu vào trong cái câu chuyện của Hồng Loan, à, để nó là kiếm like, kiếm view, xong rồi nó đạp đổ chén cơm đó, nó muốn đá Hồng Loan ra ngoài, nó muốn nhận chìm Hồng Loan luôn. Đó thì mình lên mình chia sẻ, mày nghĩ sao mà tao quay nhà Hồng Loan từ trước tới giờ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ủng hộ Hồng Loan và lúc nào cũng chia sẻ câu chuyện Hồng Loan, à, lan tỏa đến cho tất cả mọi người, cho dù á nó dập em cỡ nào hoặc là nó chửi em cỡ nào em cũng lên chia sẻ, à, để gửi đến cho tất cả mọi người, tất cả cô chú chị được biết rằng trong cái câu chuyện của Hồng Loan nó thế này thế kia đó. Em sẽ live stream trực tiếp để gửi đến cho tất cả mọi người, tất cả cô chú chị. Mày nghĩ sao mà tới bây giờ mà một ngày mày lên biết bao nhiêu đường like đó, thì tao cũng nghe thông tin đó, à, mày cứ làm đi, mày cứ làm thoải mái đi, mày đứng lên mày cứ kêu bằng là biện binh biện mặt gì đó, thì sau này mà khi mà cái ngày ra tòa mà tuyên bố Hồng Loan chiến thắng rồi á, thì tao nghĩ là mày cũng không xong đâu nha thằng Tấm Tư Cao. Mày không phải đơn giản đâu, tại vì trong cái câu chuyện này mày tự dạch lên, mày tự chia sẻ là Hồng Loan là thua, mày tự nói mà, thì tao nghĩ là nếu mà Hồng Loan chiến thắng thì mày sẽ như thế nào, mày sẽ như thế nào với cộng đồng mạng và tất cả mọi người. Mày cứ cho đi, mày cho cái giá đi, rồi những anh em, những tất cả cô chú anh chị trong cộng đồng mạng là tao thương ủng hộ Hồng Loan á, người ta sẽ cho mày biết như thế nào, cái giá phải trả như thế nào. Tất cả cô chú chị vào thì con cũng tổng thể chào hết tất cả cô chú chị nha, à, chia sẻ tổng thể hết tất cả cô chú chị. Con rất là bức xúc trong cái câu chuyện mà quýnh một gậy, à, bản quyền, trong khi đó là mình không có lấy video của nó, à, không lấy cái gì của nó trơn mà nó lên quýnh một nghệ sĩ mà kêu bằng ca sĩ, mà bây giờ quá tồi, chơi như vậy ai chơi lại, làm như vậy ai làm lại nó, ai chơi lại nó. Mà hỏi tất cả cô chú chị nó cộng đồng mạng nó bây giờ ra ngoài đời đi, ai mà giao du nó, ai mà giao du với que này, ai mà gần gũi, cũng chỉ là những người nào mà người ta chưa biết gì nó đó, người ta chưa biết về con que này thì người ta sẽ đi vào, người ta sẽ gặp nó, người ta chơi nó. Mà một khi người ta mua hàng, người ta chơi nó xong rồi, người thấy nó, người ta bỏ chạy giục dép lại luôn, không dám dòm nó luôn. Tới mức độ mà bây giờ mà những người thân nó bây giờ người ta đã chạy rồi. Nghĩ gì sao mà con que, à, con thương cậu, thương luôn cái nhà của cậu. Rồi bây giờ cậu bãi nó không thương đi. Đó, bãi hàng xóm mà sao nó không thương. Mà thương cậu làm chi? Trời ơi, à, nói rửa tiền quá đáng sợ. Bởi vì cái con Trang, cái con Trang cá tra cá dồn này, nó là một cái con kêu bằng là một, nó cũng chỉ là cái con YouTube thôi con chị, nó cũng chỉ là một cái con YouTube thôi, nó đâu phải mà kêu bằng là ông hoàng bà chúa hay là một thành phần nào kêu bằng là có tiếng được cộng đồng mạng. Nó cũng chỉ là một cái con tai tiếng trên cộng đồng mạng thôi, mà lên mà nó chia sẻ ngày xưa thì nó nói về cái câu chuyện Hồng Loan, bây giờ nó lên á nó không còn cái gì ăn những cái đời drama khác thì nó lại lên tiếp tục nó nói về cái câu chuyện của Hồng Loan. Mà nếu như mà nó không nói về cái câu chuyện của Hồng Loan thì thử nghĩ cô chú chị biết đi, nó nói về được cái đời drama nào, nó nói được cái gì. Từ những cái đời drama của thầy ông nội, à, nó cũng bỏ chạy, nó cũng kêu bằng là nó cũng quay lưng bỏ chạy, à, lúc đầu thì vô ủng hộ thầy ông nội, sau này thì bây giờ quay ngang lại phốt thầy ông nội đó. Cái thằng Thám Tử Cao đó với cái con Trang Vina đó, người ta virus đó cả nhà, một thành phần mà kêu bằng bây giờ mà quá tồi nên cộng đồng mạng, một người mà kêu bằng bây giờ không còn cái gì để nói, bây giờ quay ngược lại để ban Hồng Loan. Ủa, em suy nghĩ từ cái lúc mà từ ngày xưa tới giờ bao nhiêu người chửi Hồng Loan thì em cũng chẳng thấy Hồng Loan lên để Hồng Loan biện bịch, hay là Hồng Loan lên Hồng Loan đáp trả, Hồng Loan lên Hồng Loan mà chửi bới gì, em chưa thấy Hồng Loan lên chửi bới bất cứ ai, cũng chỉ Hồng Loan im re em ru thôi, cũng chị Ni lên khịa tí xíu thôi. Nhưng mà bây giờ chị Ni lên là chị Ni chỉ thẳng mặt tụi này. Dạ, cảm ơn tất cả cô chú chị rất là nhiều. Cô chú chị vào thì nhớ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký. Ngày nay em sẽ like 10 lượt like luôn để cho cô chú chị biết về bản chất bản mặt của tụi này, cho nó biết như thế nào. Tụi này bây giờ nó quá đáng trên cộng đồng mạng này, nghĩ sao mà rửa tiền, ai rửa. Buông ra thì bây giờ cứ là bôi nhỏ, bôi xấu chị Ni với bôi xấu Hồng Loan. Ủa, người ta làm gì? Ủa, người ta làm gì ta động phạm tới tụi này? Bây giờ mình có bản lĩnh, mình có bản lề, à, thì mình cứ nói về cái đời drama khác đi, ai nói về mình. Bản chất của nó bây giờ nó không còn cái gì ăn, cho nên là bây giờ nó phải buông ngang, nó phải cắn xé Hồng Loan, nó phải kêu bằng nó luồn lách để nó nói,
cỡ nào thì nó cũng được, không cỡ nào nó nói về cái câu chuyện của Hồng Loan cũng được rồi. Lúc nào cũng vậy, không bao giờ mà nó buông Hồng Loan, không bao giờ mà nó bỏ Hồng Loan ngày nào đâu. Chị luật sư đây, chị luật sư Tuyết Ngọc nha quý vị, đây là chị luật sư Tuyết Ngọc đây, đây chị luật sư Tuyết Ngọc nha quý vị, đây em cũng chia sẻ thẳng luôn nha quý vị. Đây thì chị luật sư Tuyết Ngọc cũng ra về trong thời gian làm việc với Hồng Loan, nãy giờ em cũng bấm cái đồng hồ là 2 tiếng mấy luôn á đó nha quý chị. Đây thì chị luật sư đã làm việc xong với Hồng Loan xong rồi, đang về cái nhà đây, lên xe rồi nha quý chị, lên xe về đi nha cô chị. Đó, đây thì chị luật sư Tuyết Ngọc đi một mình đến để làm việc với Hồng Loan trong ngày lễ này. Đó thì chắc bạn công việc gì đó. Đó, về nha cô chị, đây về rồi nha. Đây, em sẽ live stream trực tiếp để chia sẻ thẳng cho cô anh chị biết là chị luật sư Tuyết Ngọc đã làm việc xong với Hồng Loan, đã đi về rồi. Đó thì cô chú anh chị cũng biết rằng á, ngày lễ mà người ta có quyền đi chơi, tại vì nghỉ lễ mà đâu có ai làm việc gì đâu, cho nên là người ta có quyền đi chơi, người ta có quyền kêu bằng là có quyền đi chơi, có quyền đi thoải mái. Nhưng mà chị luật sư này cũng đến để làm việc với Hồng Loan, đến để chia sẻ, để làm việc cái gì đó. Đó thì em cũng sẽ live stream trực tiếp để cho cô chú anh chị xem, và cô chú anh chị cứ tua lại để xem là chị luật sư Tuyết Ngọc đến để làm việc gì với Hồng Loan nha cả nhà. Đó thì bây giờ chị cũng đã về rồi. Đó thì cô chúng chị cũng biết rằng là tụi này thì bây giờ nói chung là nó cũng quá đáng làm những cái mà kêu bằng không thể nào mà chấp nhận được. Đó thì em cũng đã like, cũng đã quay xong là chị luật sư Tuyết Ngọc thì cũng đã làm việc xong với Hồng Loan, cũng đã về rồi. Đó thì em cũng đã gửi đến cho tất cả cô chú chị biết là những cái đường like của em á là đã làm việc xong với Hồng Loan đó nha. Đó thì em cũng đã vào bên trong nha. Đó thì ngày hôm nay đầu tiên thì sáng thì chị luật sư Tuyết Ngọc đến để làm việc với Hồng Loan. Đó thì buổi sáng là như vậy, buổi sáng này là như vậy đó. Dạ cảm ơn Nga Nguyễn rất là nhiều. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều. Đó thì con chia sẻ với cô chú anh chị là buổi sáng á, buổi sáng nay thì chị luật sư Tuyết Ngọc làm việc với Hồng Loan xong thì chị cũng đã về là xong buổi sáng. Buổi trưa, buổi chiều có cái sự việc gì thì em sẽ mở máy lên em live stream để em quay, để em chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị biết rõ hơn và biết tốc hành cái câu chuyện này như thế nào, để cho tất cả cô chú anh chị nắm rõ hơn nha con chị. Thì cô chú anh chị có vào thì nhớ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ. Like là cô chú anh chị like á, là nó có cái tương tác, có tương tác với tất cả mọi người, tất cả cô chú anh chị. Mỗi khi mà con like á thì cô chú anh chị xem và cô chú anh chị biết rằng là con đang like, và cô chú anh chị vào xem tốc hành luôn để cô chú anh chị biết cái câu chuyện Hồng Loan, trước nhà con Hồng Loan như thế nào. Nghĩ như sao mà tới hiện tại bây giờ mà trong cái câu chuyện của Hồng Loan mà nghĩ như sao mà già mà nói được. Nói là cái vụ rửa tiền. Cái con Trang Vina này á. Con này thì bây giờ á, nó bại sù bại liệt, nó đâu đi quay chỗ nào đâu. Nó đâu đi quay được. Nó là phản biện mà nó đâu đi quay. Nó ngồi ở nhà để nó nói. Nó ngồi ở nhà nó nói, nó ngồi ở nhà nó chia sẻ, nó nói thế này thế kia đủ thứ luôn á. Nó biện binh biện mạch đủ thứ tất cả các kiểu, cái câu chuyện của Hồng Loan đến những cái câu chuyện mà kêu bằng bên lề nó cũng chia sẻ, nó cũng nói nữa. Mày nghĩ sao mà tới hiện tại bây giờ mà từ cái lúc mà mày vào mày binh Hồng Loan, cái con trang virus này có gì, nó còn rất là nhỏ tuổi nhưng mà nó làm như nó là chị đại, chị ca, chị lớn tuổi, lúc nào cũng vô tỏ vẻ ta đây. Trong thời điểm mà từ cái lúc mà nổi dậy cái drama của Hồng Loan tới hiện tại bây giờ đó, nó cũng vào, nó cũng binh Hồng Loan, nói là Hồng Loan là tiểu thư,
Rồi bây giờ nó vào nó cắn xé ông Long đó. Mày vào phân tích được cái gì trong câu chuyện ông Long? Nếu như mình cảm thấy mình có bản lĩnh đó, thì mình ra mình chia sẻ nói về cái câu chuyện khác đi. Mắc gì phải nói về cái câu chuyện của ông Long? Đó là sáng nay nè. Đó sáng nay là luật sư Tứ Ngọc đến làm việc với ông Long đó, mày biết không? Mày nằm trong cái cầu tiêu của nhà của Hồng Loan, cho nên mày mới biết rành tới mức độ mà cái câu chuyện Hồng Loan như thế này thế kia hả thằng Thám Tư Cao hả? Tới mức độ mà trong cầu tiêu mà mày còn không tha thì tao hỏi mày làm được cái gì? Ngày hôm nay mà mỗi ngày mà tụi bay bây giờ mà lên mà cứ chia sẻ, cứ phân tích, tụi bay muốn luồn lách trong cái câu chuyện cái mảng truyền thông, cho đứng bên lề, cho là không ai biết về cái câu chuyện của Hồng Loan à, không ai rành, không ai biết, là không ai muốn nói về câu chuyện của Hồng Loan, mày muốn để cho im, mày muốn đứng về phía bên kia để cho nó muốn im về cái câu chuyện là sao kê rồi số tiền bao nhiêu, mày muốn làm như vậy đúng không? Nghĩ sao mà tới mức độ mà hiện tại bây giờ mà trong cái câu chuyện của Hồng Loan mà mày cũng chưa có nắm rõ, lúc nào mà cũng tự tỏ vẻ ta đây lên livestream nói đúng rồi đó. Mẹ ra những anh em mà người ta trước nhà của ông Long người ta quay, người ta còn chưa dám nói, người ta còn chưa có dám chia sẻ mà chưa dám nói, mà cái thể lộ như cái thằng kia bằng cái thằng Thám Tử Cao này á, thằng Thám Tử Lùng này á, mà nó lên nó nói anh em mà người ta chia sẻ, nó nói về cái câu chuyện của ông Long được, nó nói về nó chỉ trách người ta được, mà trong khi những anh em á mà chỉ trách nó thì nó lại lập chi bằng đi, thưa đi, mày lập chi bằng đi, lập liền ngay lập tức. Những anh em mà chia sẻ giống như là bây giờ ngày xưa, dạ chào phi, dạ chào phê thị ạ. Những anh em mà ngày xưa giống như tấn công thằng Trí Cảnh, tấn công những anh em đó là kêu bằng là ngày xưa người ta không muốn đụng chạm, còn anh em ở đây người ta chia sẻ cái câu chuyện của Hồng Loan á, người ta đụng chạm, người ta chẳng sợ gì cái câu chuyện của thằng Thám Tử Lùng này. Lên bây giờ nó nói nó là một kêu bằng là một tài nhân trên vấn đề là kêu bằng cái nét, nó là nó muốn quýnh là sập kênh nào thì nó đánh, mày cứ đánh sập kênh bình thường, đánh sập kênh, ta làm kênh mới ta làm, người ta chia sẻ về cái câu chuyện của Hồng Loan tiếp tục, không ai mà bỏ qua cái câu chuyện của Hồng Loan. Mày nếu mày quýnh người ta được thì người ta sẽ đánh mày được, chứ đâu phải mà chuyện đơn giản khơi khơi mà mày muốn làm thì làm hả thằng Thám Tư Cao. Ngay cả mà bây giờ cô chú anh chị cũng biết đó, em sẽ chia sẻ livestream trực tiếp mỗi ngày để nói về cái câu chuyện thằng này, em nói mà không nổi em cũng ráng cố gắng để chia sẻ nói, tại vì cô chú anh chị cũng biết rằng nói nó viêm họng luôn á, nhưng mà vẫn lên để chia sẻ, để nói, để phản biện lại với tụi này cho nó biết. Ngay cả mà hiện tại bây giờ mà thằng Thám Tử Cao này gì mà với cái con trang virus này á, mà nó ngồi mà nó cứ ra rã mỗi ngày, nó cứ bào mỗi ngày, bào là bào cái gì, bào view, bào like, bào view, bào like, bào khán giả, bào ủng hộ cái câu chuyện của Hồng Loan. Thám Tử Lùng, một thằng Thám Tử Lùng, cô chú anh chị có vào thì nhớ like mạnh, chia sẻ mạnh cho em, like mạnh là ủng hộ Hồng Loan và chia sẻ mạnh là ủng hộ Hồng Loan, để cho cái đường like của em nó lan tỏa ra cho tất cả mọi người đều biết. Một mình em thì nói chung là cũng không chống chọi được cái tụi này, cho nên là nhờ khán giả vào để tập trung vào để like, chia sẻ mạnh, để cho cái câu chuyện nó lan tỏa ra để cho tất cả mọi người đều biết. Một cái thứ ba dơ trên cộng đồng mạng, nó đi từ cái drama này cho tới drama khác, từ cái drama của chị Phương Hằng với chú Dũng cũng vậy, nó vào nó cũng chửi người ta tan nát hết đó. Thì bây giờ đó, một khi mà chị Hằng về đó, mày sẽ có vấn đề chứ phải đơn giản là con chị đó. Đây thì anh Sang của chị, anh Sang đó nha, anh Sang cũng ở đang ở bên trong. Anh Sang nha con chị, anh Sang thì cũng đang ở bên trong nhà của chị Hồng Loan nha con chị. Đó, anh Sang đang ở bên trong nhà của chị Hồng Loan. Đó thì anh Sang thì bây giờ kêu bằng là anh Tư của Hồng Loan rồi. Đó thì anh Sang cũng lúc nào thì
cũng ủng hộ Hồng Loan, cũng chia sẻ về cái câu chuyện của Hồng Loan để cho tất cả mọi người đều biết đó. Tẩy chay mình cần nên tẩy chay thằng thám tử cao này đó, thì cô chú chị đừng có vào xem nó, đừng vào xem, đừng có bấm like chia sẻ gì cho nó đâu á đó, mình đừng có vào xem nó thì nó sẽ không có view, không có like, thì nó sẽ không có tương tác với khán giả. Mình sẽ kêu bằng là mình sẽ lật mặt nó, tụi nó ra, cô chú chị vào chia sẻ. Đó. Bởi vậy cái tụ này bây giờ cô chú chị cũng biết là ngay cả mà cái bà mặt trời đỏ mặt trời mọc cũng vậy, cũng đi chăn bò chăn vịt, cũng lên cũng chia sẻ cái câu chuyện của Hồng Loan. Biết con mẹ trong cái câu chuyện Hồng Loan đâu, ở bên kia biết cái gì, bà ta chưa từng đến nhà của Hồng Loan mà đốt cho chú Năm một nén hương nữa, thì cái bản chất bà này như thế nào đó cô chị. Ngay cả mà cái bà mặt trời đỏ mặt trời mọc cũng vậy đó, chưa từng bước tới nhà của Hồng Loan đốt cho chú Năm một nén hương, mà ở bên kia chăn bò chăn vịt, mà lên trên cộng đồng mạng nói như đúng rồi, nói bây giờ Hồng Loan bán cái nhà này đó để chia cho người ít, chia cho 7 hàng xóm ít, 6 hàng xóm một ít, rồi bùm bùm thành Mỹ ít, rồi xong rồi thì không ai nói gì. Ủa nói vậy thì ngày xưa thì đi thưa làm cái gì, mà tại sao Hồng Loan đã nói một điều, tuyên bố một điều rằng bây giờ để đi xong rồi cái miếng đất ở trên Thủ Đức bán được thì Hồng Loan sẽ mua cho mỗi người một căn nhà, xong rồi cho một mớ vốn làm ăn, mà vậy còn không chịu, vậy mà không chịu mà đâu đi thưa. Rồi bây giờ hỏi cô chú chị nè, cái bà này bà giống như bà nói đúng rồi, bà nói bây giờ bán ra là chia người ít mua cho người cái nhà, ủa nói vậy cũng như không, bà có biết con mẹ vậy đâu cái câu chuyện này đâu, cũng chỉ là bên kia chân vịt chân bò rồi lên mà nó tầm xàm tầm lắp. Nói tầm xàm tầm lắp vậy thì thôi đi thưa làm chi, ủa cái người đi thưa là chính phía bên là mẹ con nhà hàng xóm đi thưa chứ không phải là Hồng Loan đi thưa. Còn thằng đạo diễn Nguyễn Đức Long này, cái thằng này cũng giống như là cái bọn kền kền mà đi vào trong cái câu chuyện ngày xưa đó, nó đi vào phỏng vấn Hồng Loan là cái câu chuyện sao kê như thế nào. Cái thằng đạo diễn Nguyễn Đức Long này, cái thằng này cũng dặn là tồi đi vào, em sẽ làm một đường livestream để lật mặt cái thằng đạo diễn Nguyễn Đức Long này luôn. Nó cũng chỉ là một bọn trong cái những cái nhóm mà kêu bằng là tam sơn tam tai đó con chị. Bây giờ là ngủ tam tai rồi con, chứ không còn là bộ tam tai nữa, là ngủ tam tai rồi. Đi tới đâu thì tai tiến tới đó. Ngày xưa nó nói bây giờ là lật tẩy chị Ni. Ủa? Chị Ni có cái gì mà thằng đạo diễn Nguyễn Đức Long này nó lật tẩy con chị? Làm gì nó lật tẩy?